Cảm ơn cậu nhiều lắm, cảm ơn cậu nhiều lắm. Cậu thật là tốt bụng. Với sức khỏe dẻo dai, Triều thường ra tay giúp đỡ mọi người mà không cần trả công. Ai ai cũng thương mến anh. Thì ra là cậu Triều, tôi còn tưởng gặp phải cướp. Cướp nào cho đến vùng này, cứ nói cho tôi biết, tôi sẽ cho chúng biết tay. Sông ngày càng ít cá, Triều quyết định rời đi nơi khác để đánh cá. Ngày anh đi, mọi người ai cũng bệnh rịnh không muốn chia tay. Dạ, con cảm ơn. Mọi người ai cũng khó khăn, tôi không dám giận đâu. Tôi sức già dai động, không chết đói được đâu. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Triều chuyển sang vùng Thái Nguyên, tiếp tục làm nghề chài lưới. Hôm nay chỉ được có 3 con cá gầy còm. Hình như mình đi đến đâu là cá ở đó đều sợ mà chạy trốn hết rồi. Ông ơi, ông mặc thêm áo của cháu cho đỡ lạnh. Sao giờ này mà ông còn ngồi đây nữa? Ông có sao không ông? Không sao, có áo của cậu ta thấy đỡ lạnh rồi. Nhà ông ở đâu để cháu đưa về? Nhà ta cũng gần đây thôi, ta tự về nhà được. Mà cậu cho ta áo rồi lấy gì mà mặc? Trời tối sẽ lạnh lắm đó. Ông yên tâm, cháu khỏe lắm, không sợ lạnh đâu. Nhà cháu cũng gần đây, về nhà là có áo khác thay liền không à. Ông đi về cẩn thận nha. Cảm ơn cậu, cậu thật là tốt bụng. À ông ơi, ông có ăn cá không? Ông lão nhìn già yếu và mà đi nhanh thiệt, mới nháy mắt đã không thấy đâu rồi. Mày đừng quen thối, rồi suốt ngày đến đây ăn chừng cá của tao nha. Sau nay là có ai đánh đàn vào sáng sớm vậy ta? Mày có nghe thấy tiếng đàn không? Tiếng đàn nữa kìa. Mày nghe thấy không? Nay đã là ngày thứ 3 tao nghe thấy tiếng đàn này rồi. Mà tao đã hỏi hết dân vùng này rồi, không ai nghe thấy tiếng đàn đó hết. Chỉ có mình tao nghe thấy mới lạ chứ. Không lẽ có người đang bị nhốt trên núi, hoặc ai đó gặp nạn muốn mình cứu giúp sao? Mình phải lên núi tìm coi sao. Vậy là Triều quyết tâm leo lên núi để tìm hiểu xem ai đang đánh đàn. Nhìn thì thấp, mà leo mãi vẫn chưa đến đỉnh núi nữa. Chắc mình phải leo tới tối mới đến nơi quá. Núi này coi vậy mà hiểm trở quá chừng. Là một ông lão lên đây đánh đàn. Coi ra ông không có vẻ gì đang gặp nguy hiểm hết. Tiếng đàn nghe rất hay, cũng coi như là không phí công sức leo núi của mình hôm nay.
mình phải kỹ một chút để lấy sức xuống núi thôi. Này cậu trai trẻ, ông là ai? Cậu không nhận ra ta à? Hả? Ông có phải là ông lão mà cháu đã gặp bên đường không vậy? Đúng rồi. Thì ra là ông. Cậu nghe tiếng đàn của ta nên tìm đến tận đây. Dạ. Ba ngày nay, ngày nào cháu cũng nghe thấy hết á. Cháu sợ có ai đang gặp nguy hiểm nên đến đàn cầu cứu. Cũng may là gặp ông ở đây. Cậu đúng là một người tốt bụng hiếm có. Vậy chút nữa để cháu cùng ông xuống núi cho an toàn nha. Khi nào ta muốn, ta sẽ tự mình xuống núi. Ta tặng cậu chiếc áo này để cảm ơn cậu đã tặng áo ta lần trước. Wow, chiếc áo đẹp quá à. Nhưng mà ông cứ giữ lại mặt đi, cháu đâu thiếu áo đâu. Cậu nhận lấy đi, hy vọng cậu tiếp tục làm điều lành giúp người. Tôi đến, trên núi sẽ lạnh lắm đó. Vậy cháu xin nhận, cháu cảm ơn ông. Ông ơi, ông thấy cháu mặc có đẹp không? Ủa, không lẽ ông ấy là thần tiên? Mới chớp mắt là biến mất rồi. Hả? Trời sắp tối rồi, mình phải nhanh xuống núi thôi, không lại làm mồi cho thú dữ. Đói bụng quá. Biết vậy lúc nãy mình xin ông lão ít cơm nắm có phải tốt hơn không? Ngọt quá, ngon quá. Chắc cái này ăn không sao đâu. Hy vọng là nó đi xa rồi, hoặc bị nặng tai không nghe thấy tiếng của mình. Chút nữa thì mình chết vì đau tim rồi. Mà sao nó không ăn thịt mình ta? Hay là nó ăn no rồi nên tha mạng cho mình? Thôi, mình phải nhanh chân rời khỏi đây, không nó kéo đồng bọn quay lại thì mình nguy mất. Đói bụng. Phải chi giờ này có cái bánh bao ăn thì đúng là tuyệt vời. Cầu được ước thấy rồi, mừng quá xá. Bao nhiêu một cái vậy ông chủ? Một đồng một cái. Mà đòi ăn bánh bao bà con ơi. Mà đòi ăn bánh bao bà con ơi. Mà Gì vậy? Không lẽ mới có một ngày một đêm leo núi thôi mà mình xấu xí như ma luôn hả? Bây giờ mà đừng ngủ một giấc thì đúng là sung sướng cuộc đời. Sao lại không thấy bóng của mình ở dưới nước vậy? Không lẽ mình là ma rồi sao? Sao kỳ lạ vậy? Thì ra chiếc áo này có thể giúp mình tàng hình. Khi mình mặc áo vô và bỏ mọi thứ vào trong áo thì không ai có thể nhìn thấy mình hết. Áo tàng hình, áo tàng hình. Ông lão đó chắc đúng là thần tiên rồi. Không ai nhìn thấy mình hết, mình có thể làm mọi thứ mình thích. Ui da, đau quá. Cái cục đá này tao đã tàng hình rồi mà mày vẫn đụng trúng chân tao hả? Mình phải thử lại lần nữa cho chắc ăn mới được. Tôi đảm bảo 100% đó là ma. Trên đời này làm gì có ma. Chắc sáng sớm ông nhìn gà quá cuốc, nhìn người quá ma thôi. Tôi thề, mắt tôi rất tinh, không bao giờ nhìn nhầm.
Tôi bao năm nay thức khuya dậy sớm, chưa bao giờ gặp chuyện như vậy. Đây đúng là chiếc áo tàng hình rồi. Làm người giàu sướng thiệt chứ. Có nhà cao cửa rộng nè, kẻ hầu người hạ suốt ngày nữa. Lần đầu tiên mình nhìn thấy nhiều tiền vàng như vậy. Mình mặc chiếc áo này vui chơi đủ rồi. Mình đã đi khắp mọi nơi, tới những nơi chưa từng tới, ăn những món chưa từng ăn. Bây giờ mình sẽ làm gì tiếp theo đây? Chứ ăn chơi hoài cũng chán lắm. Chờ mãi cũng kiếm được con mồi ngon. Xin các ông hãy tha cho tôi mới bán được chút hàng để lấy tiền về chữa bệnh cho vợ. Nếu các ông lấy hết tiền của tôi thì vợ tôi sẽ chết mất. Người buôn bán như ông mà sợ không có tiền sao? Chúng ta không có tiền mới chết đói đây nè. Muốn giữ mạng về chữa bệnh cho vợ á thì đưa tiền bạc ra đây cho bọn ta. Xin các ông hãy tha cho tôi xin các ông mà, tôi xin các ông mà. Lăng nhăng, nhiều lời quá. Tụi tao là cướp, năn nỉ vô ích thôi. Sao mày lại đánh đầu tao? Mày mới đạp ngã tao thì có, còn dạ mồm kêu nữa hả? Mày tính đánh tao ngất xỉu để chiếm hết tiền đúng không? Mày định đập tao té ngã để lấy hết thì có, định phản lại tao hả? Kẻ nào dám chói tụi tao? Ai dám? Chuyện này là sao vậy? Giữa ban ngày ban mặt mà để ức hiếp người yếu thế sao? Người ta cầm tiền về chữa bệnh cho vợ mà các người vẫn không tha. Tội này đáng bị xử nặng. Đại hiệp ơi, xin tha mạng, chúng tôi mới lần đầu hành nghề. Thần tiên ơi, xin hãy tha mạng, chúng con không dám làm việc xấu nữa đâu. Còn dám nói dối lần đầu đi cướp sao? Lệnh tìm bắt các ngươi giáng khắp mọi nơi. Quân lính sắp tới đây rồi đó, các ngươi ngoan ngoãn chờ đó mà lên quan chịu tội đi. Nè ông, ông hãy mau chóng về nhà mà cứu vợ mình. Thần tiên, cảm ơn ngài đã giúp. À, cho hỏi sao lần này vắng lặng vậy? Mới giờ này đã đóng cửa, tắt đèn tối thui rồi. Cậu ở xa đến sao? Vậy thì mau tìm chỗ trú qua đêm đi. Có chuyện gì vậy? Dạo này á, cứ tối đến là có một con cọp dữ vào bắt gia súc, còn bắt cả người nữa. Ai ai cũng lo sợ, gà lên chuồng là đóng kín cửa, tắt đèn trốn trong nhà. Anh mau đi tìm chỗ trú đi. Cọp dữ sao? Mình có duyên với cọp quá. Để coi bản lĩnh con cọp này ra sao. Xin chào bạn cũ. Ngươi không chịu ở yên trong rừng mà lại ra đây phá làng phá xóm, bắt gia súc lại còn hại người dân vô tội. Ngươi phải đền tội thôi. Ai mà khỏe quá vậy? Bắt trói được cả con cọp to như vậy. Tối hôm qua tôi nghe kêu la thảm thiết. Chết rồi, động rồi. Quan huyện đã nói sẽ thưởng cho ai bắt được con cọp này. Cả làng ta lên phủ quan lĩnh thưởng thôi. Hừ,
Làm gì mà cả làng đội kéo nhau lên phủ quan? Các ngươi định làm loạn hả? Không ai biết người nào bắt nó thì cả làng ta lĩnh thưởng chia đều thôi. Ta là trưởng làng, lên quan là việc của ta. Mau khiêng nó về nhà ta để sáng mai ta lên huyện sớm. Nhiều tiền quá. Tiền thưởng này là của ta. Của ta. Xin hãy tha mạng cho tôi. Tha mạng cho tôi. Người giết cho ta, ta sẽ trả thù. Không không, không phải tôi, không phải tôi. Ngươi tìm sai người rồi. Ai bảo tôi tham lam như vậy để giờ phải chịu khổ. Trả ngươi cho làng đó. Ngươi muốn trả thù ai thì trả thù, còn ai muốn lĩnh thưởng thì đi mà lĩnh. Bẩm quan, làng chúng con đã bắt được con cọp chiên phá hoại, hôm nay mang lên trình quan lãnh thưởng ạ. Con cọp này chết rồi sao? Bẩm quan, nó bị trói 3 ngày nay nên đã chết rồi. Ta treo thưởng 100 đồng cho ai bắt sống được con cọp để dân vua thuần phục làm thú cưng. Giờ làng các ngươi làm nó chết rồi, ta lấy gì để dân vua? Bẩm quan, lúc quan treo thưởng đâu có nói là bắt sống. Các ngươi còn dám cãi ta sao? Thôi, dù sao ta cũng đã hứa thưởng, các ngươi lấy 50 đồng về mà chia cho nhau. Bẩm quan, xin quan xem xét lại. Nếu còn lăng nhăng, ta cắt thưởng. Dạ bẩm quan, quan nói vậy thì là vậy ạ. Chúng con xin nhận 50 đồng. Dám đòi tiền của ta sao? Đừng hòng nha. Kẻ tham lam gian xảo, ta sẽ cho người biết tội. Tiền của ta, tiền của ta đâu rồi? Ta mơ thấy có kẻ vào trộm tiền. Thiếu đúng 50 đồng. Ai đã lấy của ta? Nói lời phải giữ lấy lời, đừng như con bướm đậu rồi lại bay. Ta lấy đúng 50 đồng người thiếu của dân. Nếu như còn tham lam gian xảo, ta sẽ lấy hết của cải của ngươi. Thần tiên ơi, xin đừng trừng phạt con. Con không dám tham lam thất hứa gì dân nữa đâu. Tạ ơn trời đã phái thần tiên xuống giúp làng con bắt được cọp dữ, còn giúp chúng con nhận đủ tiền thưởng của quan ạ. Đây là lương thực và gia súc quan huyện gửi đến giúp đỡ lại các ngươi vì bị cọp dữ phá hoại. Triều lại tiếp tục lên đường để giúp đỡ mọi người. Anh cứ đi, đến nơi nào có chuyện bất bình lại ra tay cứu giúp, coi đây là phận sự của mình, mà không hề băn khoăn đến chuyện báo đáp. Xin hãy giúp tôi với. Sao vụ này sơ sát vậy? Nhà chị sao lại đi ăn xin? Dụng chúng tôi mới bị lũ lụt, mùa màng thì thất bát, không còn gạo để ăn, hạt giống không còn để gieo trồng, nhà nhà đều đói, phải đi xin khắp nơi. Quan quyền ở đây không làm gì giúp dân sao chị? Nghe nói đã kêu lên nhà vua mà lâu quá chưa thấy kinh thành báo tin. Giờ chúng tôi phải vào thành nghe ngóng, ở đó gần phủ quan huyện chắc sẽ xin được nhiều hơn. Vậy tôi cũng phải vào thành một chuyến xem quan huyện vùng này làm ăn như thế nào. Này, dám cướp đồ ăn của ta ngay giữa chợ. Xin ông tha tội cho nó. Tại nó đói quá cho nên mới làm liều.
Sao lại đụng phải con của quan huyện làm gì cho khổ thân? Chắc mẹ con nó bị đánh chết mất. Còn dám cầu xin ta tha sao? Chuyện gì vậy? Ma sao? Xin hãy tha cho tôi. Xin hãy tha cho tôi. Tôi sẽ không dám đánh người nữa. Tôi không dám nữa. Ôi, cái mồng khốn khổ của con. Con đau lắm. Con không ăn. Vậy mình đi xem mua rối nha con yêu. Đi thôi. Chắc con trai chúng ta vẫn còn sợ chuyện ở chợ. Con đã nói với cha mẹ đừng nhắc chuyện ở chợ nữa mà. Con xấu hổ, muốn đào hố chui xuống trốn luôn nè. Dân chúng đói khổ mà nhà quan huyện vẫn ăn ngon mặc đẹp, lại còn xem múa đối nữa. Mình phải điều tra cho ra lẽ. Hàng cứu trợ. Tên quan huyện tham lam, dám lấy hàng cứu trợ từ kinh thành làm của đi. Ta sẽ trừng phạt hắn một trận nên thật. Chúng tôi ở các làng xa đến đây, may quá đúng dịp quan huyện phát cứu trợ từ kinh thành. Vậy là sắp có gạo ăn, có hạt giống để gieo trồng rồi. Dân chúng nói quan huyện dán thông báo cứu trợ khắp nơi, còn mở kho nhà giúp dân, giờ làm sao đây ạ? Phá kho đi, làm tinh lên, lớn tay nhà vua thì quy mất. Ông trời đúng là có mắt, ông trời có mắt mà con ơi. Mình phải lên kinh thành để nói cho vua biết, quan lại với triều vua thật tham lam gian ác, để vua trừng phạt bọn họ. Cuối cùng mình cũng biết được nơi vua ở. Thật đẹp, thật hoành tráng. Các ngươi là đốc thúc quan huyện thu thuế nộp nhanh vào kho công. Huyện nào không nộp đủ thì cách chức quan huyện đó ngay lập tức. Tâu bệ hạ, lũ lụt khắp nơi, dân chúng đói khổ, làm sao đủ thóc lúa đóng thuế ạ? Ta nói thu là phải thu cho đủ. Tâu bệ hạ, thần nghĩ người nên xuất kho công cứu trợ, giúp dân yên tâm cày bừa, khắc phục thiên tai thay vì thu thuế. Dân chúng nhiều nơi đói khổ phải dắt nhau đi xin ăn ạ. Ta đã cứu trợ đầy đủ. Nếu nơi nào dân chúng vẫn đói khổ là do quan huyện đó ăn bất của dân, cứ tìm xử lý cho ta. Tâu bệ hạ, thần nghĩ khó lắm ạ. Bệ hạ nghĩ có xử lý được hết không? Hãy người nhắm mắt làm ngơ để dân đói khổ. Ta là vua, để ngươi dạy bảo sao? Đúng mấy đâu? Nhốt hắn vào ngục, dám khi quân thâm thương. Thần chỉ muốn tốt cho dân cho nước, mong bệ hạ xem xét. Quan lớn, ngài hãy tỉnh dậy đi. Quan lớn, ngài là thần tiên đến cứu ta sao? Xin quan lớn đừng quỳ. Tôi là người, tôi được tiên ông tặng áo tặng hình để làm việc tốt giúp đỡ cho mọi người. Có phải cậu là thần tiên được trời đưa xuống giúp dân mà dân gian đang truyền tay nhau không? Họ nói có kẻ trừ gian diệt bạo, chuyên trừng phạt quan tham giúp dân. Tôi chỉ là người thường thôi mà. Tôi thấy ngài rất thương dân chúng nên muốn giúp ngài thoát khỏi đây, cùng làm việc tốt cứu dân. Hai chúng ta thì làm được gì chứ? Ta lại bị nhà vua nhốt trong ngục vì dám nói lên sự thật. Nhưng ta tin nhà vua sẽ suy nghĩ lại lời ta đã nói với người. Tôi cũng tin như vậy. Bây giờ tôi sẽ cứu ngài ra. Tôi sẽ mặc áo tận hình này vào kho công lấy tiền cho ngài, mang đi giúp người dân. Nhưng lấy danh nghĩa là nhà vua, tiếng lành sẽ đồn xa. Hy vọng nhà vua sẽ thay đổi. Đã đến nước này thì ta sẽ hợp tác với cậu. Dù sao cậu cũng là người được tiên ông tin tưởng. Theo cách làm của triều, dân nghèo khắp nơi được nhận cứu trợ. Tiếng lành về vị vua thương dân như con ngày càng mãi xa, nơi nơi vang tiếng ngợi ca công đức của nhà vua. Ngươi làm quan giữ kho,
bao nhiêu quân lính canh gác mà khó bị trộm lại nói là không biết là sao. Tâu bệ hạ, thần thật sự không hiểu tội trộm này đột nhập vào kho bằng cách nào. Tống giam hết lính canh cho ta, còn ngươi ta giữ lấy mạng ngươi về điều tra cho ta, phải bắt bằng được kẻ trộm kho. Tâu bệ hạ, huyện X báo tin đã nhận được hàng cứu trợ của kinh thành và đang phát lương thực hạt giống cho người dân. Người dân ai cũng vui vẻ phấn khởi gửi thư cảm ơn người. Huyện X, ta nhớ mấy hôm nay đâu có xuất kho cứu trợ, tại sao lại có chuyện như vậy? Dạ bẩm, lâu lắm rồi không hề xuất kho cứu trợ ạ. À? Các ngươi mau đi điều tra việc này cho ta, kho công thì bị trộm, rồi còn mạo danh kinh thành cứu trợ khắp nơi. Nếu các ngươi bắt được ta, ta sẽ còn trộm cho tới khi nhà vua chịu thay đổi, dân chúng được ấm no. Bắt lấy nó. Thì ra là hắn đang mơ, làm tới hết hồn à. Thôi thì đắp hình con bướm lên đây, nếu phần này không tàn hình được thì người khác nhìn thấy cũng sẽ tưởng là con bướm mà không nghi ngờ mình. Bao nhiêu quan quân canh gác ngày đêm mà kho công vẫn bị mất trộm, đến lúc kho của ta không còn một đồng bạc nào để ban phát cho các ngươi nữa, các ngươi mới sợ sao? Nhưng mà dân chúng lại đang rất phấn khởi, đâu đâu cũng ca tụng người là vua của muôn dân ạ. Nhưng ta không chấp nhận để trộm tiền từ tay ta rồi lại mạo danh ta. Các ngươi thêm quân lính mai phục, bắt cho được kẻ trộm cho ta, dù chỉ một con ruồi bay vào kho cũng phải có chừng. Sau khi giá áo tàng hình bằng miếng vải màu đen hình con bướm, Triều tiếp tục vào kho lấy trộm tiền vàng đi giúp dân. Người hay ma thì mau hiện hình, không chúng ta chém. Ta là người mà, ta đang làm việc nghĩa giúp người dân nghèo, ta không phải người xấu đâu. Tốt hay xấu thì chúng ta cứ giải ngươi đến gặp nhà vua để người xét xử. Trói hắn lại, cất cái áo đó cẩn thận, chúng ta giải hắn lên cho nhà vua xét xử, đòi lại công bằng cho các anh em đã bị nhà vua trách phạt. Người to gan dám cướp kho của ta còn mạo danh ta đi cứu trợ dân chúng. Tôi đến nhiều nơi thấy người dân đói khổ, mà nhà vua quan lại chỉ biết dơ ghét hưởng thụ, nên thay trời hành đạo. Sức ráo, tôi chỉ nói những điều mắt thấy tai nghe, xin nhà vua hãy xem xét. Ngươi dùng cách gì để trộm kho của ta? Tiên ông cho tôi một chiếc áo tàng hình để làm việc nghĩa cứu dân. Chỉ có tôi mặc vào mới tàng hình thôi, tiên ông đã chọn tôi thay trời hành đạo. Nhốt hắn vào ngục. Đã bắt được kẻ trộm nhưng lòng ta vẫn không yên. Tâu bệ hạ, xin người hãy cho thần nói lời thật lòng. Người cứ nói, ta sẽ không trách tội. Tâu bệ hạ, tuy làm điều sai trái nhưng việc hắn làm lại giúp dân chúng phấn khởi, xã tắc yên ổn, muôn nơi ca ngợi người. Ta biết điều đó, nhưng trộm cướp là việc xấu, vẫn phải trừng phạt. Xin người giơ cao đánh khẽ, người nhân nghĩa như hắn có thể dùng vào việc khác. Tâu bệ hạ, nước láng giềng lại cho quân tràn qua cướp phá, quân giặc lần này rất đông và hung hãn. Nhanh, triệu tập các quan lại bằng cách chống giặc. Cướp sạch, phá sạch cho ta. Quân giặc kia, đó làm càng. Năm ấy, thế giặc mặt, quan quân triều đình chống cự quyết liệt, người chết như ngã rà, ai nấy đều lo lắng không yên. Quà mất nước đang đến rất gần. Tin bại trận liên tiếp đưa về, nhà vua lo lắng khôn nguôi, nhưng vẫn chưa có cách nào chống được thế giặc đang ngày càng mạnh. Mình ở trong đây bao nhiêu ngày rồi, buồn tai buồn chân quá. Thật là thèm cảm giác được tự do đi khắp mọi nơi. Mình vẫn còn chưa làm được nhiều việc tốt, phụ lòng tiên ông đã tin tưởng. Chuột cắn phải không? Có vậy mà cũng hát ầm ĩ. Tôi bị nhốt lâu lắm rồi, mấy người á, hãy nói với nhà vua
muốn xử tôi thế nào cũng được, nhưng mà phải xử nhanh lên. Nhà vua đang đau đầu lo chống giặc ngoại xâm, thời gian đâu xét xử một tên trộm như ngươi. Hả? Ngươi nói sao? Đất nước là bị xâm lăng nữa à? Mà ngươi ở đây sung sướng hơn bao nhiêu người rồi đó. Ngoài biên ải, bao nhiêu quân lính, bao nhiêu người dân đã chết. Xin hãy cho tôi được gặp nhà vua đi. Tâu bệ hạ, tôi muốn đi đánh giặc để làm công chuộc tội. Mình ngươi thì làm được gì? Bao nhiêu tướng tài lính giỏi của ta đã bại trận. Tôi tuy tài hèn sức mọn, nhưng tôi có cách để giặc lưu quân, mà quân lính của ngài không ai phải chết hết. Được rồi, ta sẽ cho ngươi một cơ hội. Nếu ngươi đánh đuổi được quân giặc, ta sẽ tha tội chết cho ngươi. Vậy xin bệ hạ, hãy trả áo tàng hình cho tôi. Áo tàng hình của ngươi sao? Ta sẽ trả. Ngươi còn cần gì nữa không? Dạ, xin bệ hạ hãy cho tôi mượn một thanh kiếm thật sắc và ra lệnh cho quân lính nghe theo tôi. Xin người hãy tin tưởng tôi. Được, hãy lấy áo tàng hình và thanh kiếm báo của ta đến đây rồi mà. Tình thế cấp bách rồi, ta tin ngươi. Ngươi hãy mau chóng ra trận. Ta mong ngươi mang tin chiến thắng trở về. Tạ ơn bệ hạ đã tin tưởng. Nhà vua phong cho Triều làm hộ quốc tướng quân. Nghe tin Triều ra trận, người dân khắp nơi tìm đến và tình nguyện đi theo anh. Triều cho sắp xếp thành đội ngũ và cùng nhau lên đường. Khi nào thấy tướng giặc ngã xuống, ta giơ cao thanh kiếm lên, thì hãy cho đội quân của chúng ta xông lên dây các ngã đường. Ta đi đây. Chúng ta sắp thắng rồi. Lúc đó tha hồ cơm no rượu say. Các anh em, hãy xông lên đánh đuổi bọn xâm lược khỏi đất nước chúng ta. Triều dùng áo tàng hình làm quân giặc khắp nơi sợ hãi. Chúng truyền tai rằng nước đại diện có thần tiên trợ giúp, vua nước láng giềng phải ra lệnh cướp quân. Biên giới bình yên, đại diện ta quyết giữ từng đất đất, không để giặc xâm phạm. Tâu bệ hạ, quân lính của người đã nguyên vẹn trở về. Biên ải đã sạch bóng quân thù. Ngươi đã giữ đúng lời hứa, đất nước ghi nhận công lao của ngươi. Ta cũng sẽ giữ lời hứa, xóa tội cho ngươi. Được, ngươi hãy cùng ta làm nhiều việc tốt cho dân cho nước. Triều được phong làm quan đại thần, lại được vua gả công chúa. Từ đó người ta gọi anh là Quan Triều. Ngày nay ở Cao Bằng vẫn có đền thờ Quan Triều. Cô hai nhớ anh Cụi phải không? Anh Cụi chắc không về nữa đâu. Trăng sáng quá. Nhưng mà Cụi là ai? Ta có quen người đó sao? Đúng là cô hai quên người ta thật rồi. Thôi vậy cũng mừng, cô hai sẽ đỡ đau buồn hơn. Ta đâu có buồn. Nhìn trăng là ta thấy vui rồi. Cụi là đứa trẻ mồ côi cha mẹ, phải ở với chú thím. Do chú thím không yêu thương, đối xử không tốt, nên cụi có tư tưởng chống đối. Cụi hay giở trò quậy phá, làm chú thím điên đầu. Ăn cụi kìa. Mày dám ăn dụng thịt kho? Sáng á là tao đếm 10 miếng, mà bây giờ chỉ còn 9 miếng à.
Suốt ngày chỉ ăn với chơi, có làm gì đâu mà đòi ăn nó. Đứng lại cho tao. Đứng lại để thêm đánh cháo hay sao? Trời ơi, cái thằng lâu cá này. Mày càng ngày càng hư. Ngày nào mày không quậy phá là mày ăn không có ngon, ngủ không yên phải không? Thì đúng là ngày con không được ăn ngon, tối con đói bụng ngủ có yên đâu. Mày còn dám trả treo nữa hả? Hôm nay tao phải cho mày một trận, để mày bỏ cái thối láo cá này nè. Cho mày chết nè. Ông làm gì mà nó la hét ôm sòm vậy? Tôi đã kịp đánh nó đâu. Trời ơi, thôi. Ông mà đánh nó một cái, nó chạy khắp làng khóc lóc ầm ĩ. Người ta lại nói mình bắt nạt cháu mồ côi, muối mặt lắm. Kệ nó đi, tối nay cắt cơm xem nó còn sức mà la hét không. Tụi mày đúng là sướng như lợn, ăn ngon hơn cả tao, chỉ ăn với chơi. Tụi nó ăn no cho mập, bán còn kiếm lời. Còn mày ăn no có lợi được gì đâu. Buổi tối mày không làm gì, ăn một củ khoai là đủ rồi. Vậy thì trả lại cho tao một đồng bạc. Em bỏ đói mà mình bán lợn, mua bánh ăn no nè, thỏa thích đi nè. Quỷ tinh ranh thường nghĩ ra nhiều cách để trêu ghẹo tính keo kiệt của chú thím. Lần này cụ lại bày trò với một cái đuôi heo. Chú thím, nhanh lại đây giúp cháu đi. À, hả? Có chuyện gì vậy? Hả? Một con lợn của tao đâu rồi? À, thổ địa làm băng nó xuống đất rồi chứ thím ơi. Thổ địa? Ông kêu chú thím kêu kì, cả năm chẳng cũng kiến gì, nên ông lên bắt một con lợn. Cháu nhanh chân giữ được một cái đuôi đi nè. Nhẹ tay thôi, đứt cái đuôi làm mất luôn con lợn bây giờ. Chú thím khỏe nên cùng nhau giữ lấy. Cháu đi tìm cái thủ, đào đất lên lấy lại con lợn. Chú Định ơi, chú thím nhẹ tay thôi mà, giờ thổ địa bắt mất con lợn rồi. Mày khóc cái gì? Tao tiếc đứt ruột không khóc nổi đây nè. Trời ơi, mai mà còn giữ được cái đuôi á, tối nay mình đánh chén hả? Thêm ông nữa, suốt ngày chỉ biết ăn à. Thổ địa ơi, con lợn này chỉ là cảnh cáo. Ông kêu chú thím phải cúng thêm một con lợn quay. Ai có công chăm đàn lợn phải cùng ăn thì ông mới chứng cho. Ông bắt một con rồi, mắc gì á tao phải cúng lợn quay cho ông nữa. Nếu không cúng thì mỗi ngày ông sẽ bắt một con, bắt hết lợn rồi không chừng ông lại bắt người. Nhà mình có thím là béo tốt nhất đó. Nhà mình còn lợn mẹ và 5 lợn con, ông phải mất 6 ngày để bắt hết. Giờ này mà ông còn tính giùm thổ địa nữa hả? Ông lâu quay con lợn gầy nhất đàn cúng ông đi, ông bắt hết á thì nhà mình ăn cám. Nhà thì nghèo mà lại ăn lợn quay, tôi nuốt không có nổi. Bà nuốt không nổi thì để tôi, phải ăn hết không may nó thiêu. Mày ngồi đó làm gì? Thổ địa nói những ai có công chăm đàn lợn đều phải ăn để ổng chứng mà thêm. Mày chỉ phá hoại, ăn làm gì cho phí. Thôi cho nó ăn vài miếng đi, chứ mình ăn làm sao hết. Ăn nhanh đi, hết giờ lưng bây giờ á.
hang này làm gì vậy hả? Mà không dọn nổi cái chuồng lợn. Cháu dọn rồi, nhưng tụi nó phá xuống, làm sao mà sạch được? Mày phải canh chừng chứ, thấy bẩn là dọn liền. Nhiệm vụ này là của hai chú cháu, mà sao chú toàn bắt cháu làm? Mày dọn nhanh đi, thím mày thấy bẩn á thì khỏi ăn cơm luôn đó. Đã ăn ít làm nhiều, mà suốt ngày kiếm cớ cắt cơm. Được bữa đi chợ mà nó vui như đi hội vậy đó. Lát nữa mày dắt bao cám lợn về á, xem có chạy nhảy vui vẻ được không. Cái nón của tao mà mày úp xuống đất vậy hả? Cần thấy một con chim đẹp lắm, chắc là chim quý nên mới lấy nón úp lại, kẻ nó bay mất. Đâu, cho tao xem. À, chim quý chắc bán được nhiều tiền lắm. Giờ cho mày hé ra là nó bay mất đó. Vậy tao cởi áo rồi, mày mở nón ra tao chụp liền á. Không được đâu, tay chân chú lóng ngóng, sao mà nhanh bằng con chim bay được. Bây giờ chú giữ cái nón, cháu chạy nhanh về nhà lấy cái tấm lưới ra vây lại thì chắc chắn bắn được con chim quý này. Đi lẹ đi, nhanh lên. Trời ơi, giờ này vẫn chưa thấy nó đâu hết á. Ê chim, hót cho đỡ buồn đi. Mày sợ quá hay sao mà im re từ sáng tới giờ vậy? Mày hay đứng trên lưng trâu hay sao mà hôi mùi phấn trâu vậy? Mày là chim quý phải đậu cành cao chứ. Ông kia, sao lại ngồi ôm cái nón giữa đường vậy? Tránh ra cho ngựa quan đi. Ngươi đang ôm cái gì đó? Dạ, bẩm quan, tôi ụp được con chim quý, đang chờ người nhà mang lưới ra bắt. Chim quý sao? Ta làm quan lớn nhất vùng này, chim quý phải là của ta. Ngươi tránh ra. Bẩm quan, chim này là con bắt được, sao lại bảo là của quan? Ngươi dám cãi lệnh ta, ngươi chọn con chim hay là mạng của ngươi? Dạ bẩm quan, không phải chim. Tên kia, ngươi to gan lắm, dám lừa ta. Dạ bẩm quan, không phải tại con cũng bị lừa mà quan. Đừng nhiều lời, đến đâu đánh nắng 20 gậy cho ta. Đau quá, càng đánh mạnh cho ta. Đau quá quan ơi. Sao chú lại đánh cháu? Mày lừa tao ôm phải phân trâu, làm tao bị quan lớn đánh sưng cả mông. Tao phải đánh trả mày. Cháu đâu có lừa chú, cháu vừa đói vừa hoa mắt vì chạy ngoài nắng nên nhìn nhầm thôi mà. Mày nói lao. Chú nào dám, sáng nay cháu có được ăn gì đâu, lại đi ngoài nắng chú thêm đừng bỏ đói cháu nữa, lỡ lại gây họa cho coi. Mày trời, đau quá. Ông làm gì mà cứ nhấp nhởm không yên vậy? Tôi muốn ngồi lắm mà ngồi không có được đây. Trời ơi. Trời ơi, vợ chồng tôi sắp phát điên như thằng củi rồi. Tại vợ chồng ông hiền quá thôi. Ông gọi nó đến đây, đời nào nó lừa được tôi. Ông gọi cháu sang đây có việc gì ạ? Nhìn mày có vẻ ngoan hiền, mà sao suốt ngày bày trò lừa gạt, làm chú thím mày chịu khổ vậy? Hôm nay mày mà lừa được tao thì tao sẽ thưởng cho mày tiền. Cháu nào dám lừa ai, ông đừng nghe người ta nói bậy. Mày dám nói tao nói bậy hả? Làm nhanh cho tao còn uống rượu tiếp. Chỉ cần mày lừa được tao ra ngoài cổng kia thì ngay lập tức tao thưởng cho mày 5 quan tiền. Có chú mày làm chứng nè.
đang ở trong sân, có phòng bị sẵn, thì cháu khó mà lừa ông ra ngoài cổng được. Hay là ông ra ngoài cổng thì cháu mới có cách lừa được ông vào đây. Được, tao không làm khó mày, lo nghĩ cách lừa tao đi. Cháu lừa được ông ra ngoài cổng rồi đó. Tao đã chuẩn bị xong đâu mà mày đã lừa. Lừa và bị lừa thì làm gì có chuẩn bị. Ông thua rồi, đưa tiền cho cháu đi. Ông giàu nhất vùng này, 5 quen tiền thì có bỏ miệng gì. Đây là tiền cháu thắng cược, chú không được nói thêm lấy của cháu đâu đó nha. Tao biết rồi, mày mau cầm tiền về đi, để tụi tao còn uống rượu tiếp. Chú cháu mày bắt tay lừa tiền tao, về hết đi. Từ nay đừng có giác mặt sang đây uống rượu nữa. Trời, hôm nay sáng quá, trên đất có ai không nhỉ? Có gì vui không? Biết đâu cha mẹ mình lại ở trên đó. Con xin quan giảm bớt thuế, năm nay mất mùa, quan thu hết tiền, nhà con biết sống sao. Ngươi sống sao thì kệ ngươi, lệnh vua băng xuống phải thu đủ. Dạ, con nghe quan quyền bên xin vua giảm thuế cho người dân mất mùa. Con xin quan mở lòng từ bi. Vậy ngươi bê ruộng sang huyện bên mà cày cấy, lục hết sạch tiền trên người hắn, thiếu đồng nào đến nhà hắn lục tiếp. Dạ. Tuy Tinh Ranh phá phách nhưng trong cụ vẫn có phần trự nghĩa, nên thấy chuyện bất bình thì lại muốn trừng trị kẻ lộng quyền. Kia, làm gì như đó vậy? Bẩm quan, con mang tiền về ra chợ cho cha tậu trông. Đi ngang qua đây gió thổi, con ngã xuống sông. Con lặn tìm nãy giờ mà chỉ tìm được vài quán tiền, còn về như này. Mày tìm đến ngày mai cũng không thấy, dưới sông có thùng luồng đó, nó nuốt mất rồi. Mày lên ngay để tao tắm. Nè nè nè, ngắt người xuống kỳ lưng cho ta. Dạ. Nhớ tìm cho kỹ, tìm thấy đưa ngay cho ta. Dạ. Bẩm quan, đây là nhà thằng cụ dám lấy quần áo của quan dứt xuống sông, cưỡi ngựa của quan thả ngoài đồng, làm quan và tụi con chạy bộ về phủ. Thôi, ngươi không cần nói cái đoạn đó. Ôi, quan lớn và hai anh vẫn còn sống hả? Mày dám chuột ẻo tao chết hả? Dạ bẩm quan, con đều dám. Chiều qua thấy quan và hai anh lính xuống sông tắm lâu quá, con tưởng con thùng lường. Mà quan nói đã nuốt chuẩn ba người rồi, con sợ quá ôm quần áo của quan ném xuống sông, để quan xuống dưới đó có cái mà mặc. Sao ngươi dám cưỡi ngựa của ta thả ngoài đồng? Dạ, con tới tìm người cứu quan mà con nào biết cưỡi ngựa nên bị nó hất té xuống đất rồi nó chạy mất tiêu. Con ngất luôn, đến tối rồi chạy về nhà, chẳng biết quan sống chết sao, nên không dám kinh động đến mọi người. Mày dám lừa tao dưới sông có vàng hả? Quan nói xuống sông tắm, đâu có nói là tìm vàng giùm con. Mụ là mẹ nó mà không quản, để nó ra được nó càng phải bậy. Bậy đâu, đánh cho mụ ta 10 gậy để nhớ mà dạy con. Dạ. Dạ bẩm quan, con không biết gì đâu. Ôi trời ơi, cái mông của tôi. Cũng bởi thằng cháu quý quá của ông á, nó còn gây quả gì cho cái nhà này nữa đây. Cái thằng này, phải cho nó một bài học để bỏ cái tục nói láo. Đúng rồi. Vô thêm định đưa cháu đi đâu vậy? Mày suốt ngày chỉ gây quả, nuôi mày á, chắc có ngày vợ chồng tao bị quan tống vào ngục à. Đúng là nuôi ông tay áo. Vợ chồng tao đưa mày ra bờ sông, đợi nước sông lên đẩy mày đi đâu thì đi. Cha mẹ cháu mất sớm, giờ
Vậy còn chú Thím đi nương tựa, chú Thím đỡ lúc nào? Mày đừng có ra vẻ đáng thương, tụi tao không có bị lừa nữa đâu. Có ai không? Cứu tôi với! Có phải là thầy bói mù không? Ai đó? À, tôi là thằng Công Đạt Vinh. Ông đi đâu đêm hôm thế này? Tôi mù thì ngày đêm có khác gì? Ờ, sao thằng Công lại nói? Con sông này thiêng lắm. Vào đêm rằm, ai bị bệnh cứ chui vào rọ, chờ nước lên, uống ra giữa sông tắm trăng là khỏi bệnh. Tôi mới khỏi đây. Ờ, vậy chữa được mù không? Được chứ sao không? Ông nhanh mở rọ giùm tôi. Tôi cho ông vào rọ chữa sáng mắt, kẹo hết đêm rằm. Thầy bói mà cũng tin là bác xài bá lắp của tôi sao? Bỏ rọ rồi xong thì chỉ có chết thôi. Chú Thím muốn vứt bỏ mình thì mình nên đi thôi. Chắc thằng cụi sợ chết khiếp rồi. Mình bỏ rọ như vậy á, nước không có đến được. Lần này về nó mà ngoan ngoãn ha, tôi cho nó ra trường làng học hành đàng hoàng à nha. Thì ra chú Thím chỉ định hù dọa cho cụi sợ, nhưng cụi tuổi thân đã bỏ đi thật. Ông có thấy thằng bé bị nhốt trong rọ này không? Nó lừa tôi cỡ gọi cho nó chạy mất. Tôi tức không đi nổi đây. Lão thầy bói mù nổi tiếng ở làng bên mà cũng bị nó lừa nữa sao? Nó là thằng cụi gian danh nói láo dùng này sao? Tôi qua nghe giọng tôi đã nghi rồi. Giờ thì tôi sáng mắt thật rồi. Không biết giờ này nó đi đâu nữa. Nó lừa được cả thiên hạ thì chắc không có chết đói đâu. Nó đi chán á lại tìm về thôi. Ông nhớ cầm cái rọ về để nhốt lợn nghe. Từ ngày rời nhà chú Thím, cụi đi khắp nơi làm đủ mọi việc sống qua ngày. Thời gian trôi, cụi dần lớn lên trở thành một chàng trai chăm chỉ hiền lành. Hằng ngày cụi vào rừng đốn củi mang ra chợ bán, tối về ở trong căn nhà nhỏ ven rừng. Thank you.
Tao chỉ lấy củi, không làm hại con vật nào. Mày muốn giết tao nên tao phải đánh trả thôi. Xin lỗi nha. Sau khi giao chiến và đánh thắng cọp dữ, Cụi ngồi nghỉ mệt dưới gốc cây thì vô tình chứng kiến cảnh tượng bất ngờ. Ngươi vẫn còn sống sao? Thần kỳ. Nhưng giờ mình mà xuống, có khi mẹ con nhà hổ còn đang trốn ở đâu đó cũng nên. Từ từ rồi xuống cho chắc ăn. Trời ơi, mình cũng quên mất. Cây này thật kỳ lạ. Nó có thể cứu con vật đã chết sống lại khỏe mạnh. Mình phải đem nó về làm thuốc cứu người mới được. Nhờ đụng độ với con hổ mà mình tìm được cây quý. Đúng là trong cái rủi có cái may mà. Ông ơi, ông bị làm sao vậy? Chẳng còn chút hơi nào. Chẳng lẽ ông ấy chết rồi sao? Cậu là ai? Làm sao mà cậu cứu được ta? Dạ, con là Cụi. Con cho ông ăn lá cây này nè. Đây là cây thuốc quý trên trời gửi xuống để con cứu người. Nhưng mà con phải nhớ, tưới nước sạch cho cây, đừng tưới nước bẩn, cây bay về trời. Hằng ngày, Cụi vào rừng kiếm củi và lấy nước suối về tưới cho cây quý. Con ơi là con. Con ơi, cha mẹ làm sao cứu con được đây? Dạ, xin hỏi nhà mình có chuyện gì vậy? Đứa trẻ nhà chúng tôi bệnh nặng. Chúng tôi đưa nó đến ông làng, mà giờ hết sạch tiền mua thuốc. Ông làng nói đưa nó về nhà chờ chết thôi. Nhà chẳng còn gì để bán nữa. Con ơi, con đừng bỏ mẹ cha con ơi. Con ơi. À, mọi người ở đây chờ tôi nha. Có lẽ tôi sẽ giúp được. Chị hãy nhai nát lá này mớm cho cháu. Cho cháu uống thêm miếng nước cho dễ nuốt. Sao cha mẹ lại khóc vậy? Con tôi sống rồi. Con tôi đã sống lại rồi. Thần y, cảm ơn người đã cứu con trai chúng tôi. Chúng tôi biết lấy gì tạ ơn người đây? Không sao, tôi cứu người không cần trả ơn.
Từ đó, Cụi dùng lá thuốc quý cứu người, không mất tiền mà lại được khỏi bệnh nặng. Người chết thì sống lại, nên tiếng lành đồn xa. Những người ở tận nơi xa cũng đến cổng nhà Cụi xin lá thuốc. Ở đây có chuyện gì mà người dân tập trung đông vậy? Dạ, đó là anh Cụi, người có cây thuốc quý có thể cứu người mới chết sống lại, người bệnh nặng khỏe mạnh. Thật sao? Bán lá thuốc cứu người như vậy, chắc hẳn anh ta giàu lắm. Anh Cụi chẳng lấy tiền của ai bao giờ. Đó, nhà anh Cụi chỉ là căn nhà tranh vách đất ở cuối vườn kia thôi. Thật là người tốt hiếm thấy. Đó là cô hai nhà phú ông, nhà người ta lắm tiền nhiều của, anh đừng có mơ tưởng. Tôi nghèo hèn, nào dám mơ tưởng hảo quyền. Đúng là một lũ chậm chạp. Thật vô dụng, toàn là quỷ ước. Thưa lãnh chúa, Cụi đã vào kho. Đây, một ổ bánh mì đủ rồi chứ. Công sức cả ngày mà chỉ được một ổ bánh mì thôi sao? Sao nào? Vậy thì trả bánh mì đây và đem đống củi ướt của ngươi về đi. Cảm ơn ông vì ổ bánh mì. Tốt, hôm sau mà củi còn ướt như vậy, nửa ổ ta cũng không cho. Nhớ đó. Bà đứng dậy làm gì? Không cẩn thận lại có chuyện thì cháu phải làm sao? Bà không sao. Trời sắp tối rồi, thấy cháu về bà mừng quá. Hôm nay cháu chỉ kiếm được vậy thôi. Hôm nay bà không đói, cháu ăn đi. Cháu sẽ nấu súp cho bà nữa. Sau đó bà kể cho cháu nghe chuyện về chiếc chìa khóa vàng nha. Nghe mãi một câu chuyện mà cháu không thấy chán sao? Dạ không. Bà của bà kể rằng trước đây vùng đất này có bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông. Mùa xuân ấm áp khiến cho hoa lá đâm chồi nảy lộc. Mùa hạ nắng nóng có nhiều trái ngọt. Mùa thu là mùa lá rụng và người ta thu hoạch hoa màu để làm các loại bánh, trong đó có cả bánh mì. Và mùa đông thì lạnh giá. Sau đó, một tên bạo chúa vì đem lòng yêu thần mùa đông nên đã đi tìm chiếc chìa khóa vàng và ước rằng có thể chiếm hữu thần mùa đông cho riêng mình. Đúng không ạ? Cháu thuộc lòng câu chuyện rồi đó. Nhưng mà từ trước đến nay chưa một ai tìm thấy chiếc chìa khóa vàng và chiếc rương. Tất cả chỉ là lời đồn cháu à. Bà ơi, nếu chiếc rương ấy có thật thì sao? Bà sẽ ước điều gì? Bà chỉ mong cháu của bà sống hạnh phúc. Cháu thì ước bà sẽ thật mạnh khỏe. Cháu không ước giàu có như ngài lãnh chúa nữa sao? Dạ không, lãnh chúa rất xấu tính, cháu thì không muốn xấu tính đâu. Ta đang tò mò, nếu cháu thật sự tìm thấy chiếc rương, cháu sẽ chọn điều ước nào đây? Bà yên tâm đi, cháu chẳng bao giờ may mắn như vậy đâu. Mình phải đi sâu vào rừng hơn chút nữa. Củi ở ven rừng ướt hết trơn rồi. Ai? Ai đó? Thì ra chỉ là một con sóc giật cả mình. Mau mau về thôi. Có ai trên đó không? Cứu tôi khỏi đây với. Ai vừa kêu cứu đó? Là tôi, là tôi. Tôi đang ở dưới hồ băng gần chân cậu nè. Cứu tôi với. Đừng đùa nữa, tôi không nhìn thấy ai dưới chân hết. Còn đùa nữa tôi bỏ về đó. Khoan khoan, cậu nhìn lại lần nữa xem. Tôi ở ngay dưới lớp băng đây. Cậu đừng bỏ đi. Không, không là tôi chết mất. Tôi chỉ nhìn thấy một chiếc chìa khóa kỳ lạ mà thôi.
Không lẽ cậu là chiếc chìa khóa vàng trong truyền thuyết? Đúng vậy, hãy cứu tôi. Cậu có thể có một điều ước. Không lẽ đây là mơ? Ôi, đau quá à. Dù sao cũng không thể để mặc cậu ta được. Phải đập vỡ tảng băng này vậy. Không được rồi. Nếu tiếp tục, cậu có thể sẽ phải gặp nguy hiểm đó. Một chút nữa thôi, chắc không sao đâu. Cảm ơn cậu. May mà có cậu, không thì tôi chết cống mất thôi. Thật thoải mái quá. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Một chiếc chìa khóa đang nói chuyện với mình thật kìa. Cậu còn đứng đó làm gì? Chạy, chạy, nhanh lên. Bám lấy chiếc xe, nhanh lên. Không, xe củi của tôi. Cậu bỏ lại chiếc xe đi, không được đâu. Nếu giữ chiếc xe, cậu sẽ rơi xuống hồ mất. Tội của tôi, xe của tôi mất hết rồi. Tôi xin lỗi, vì tôi mà xe củi của cậu chìm xuống hồ rồi. Nếu cậu cho tôi điều ước, thì tôi có thể lấy xe củi trở lại, đúng không? Nhưng chúng ta có thể đến nơi nào ấm áp hơn rồi hãy nói chuyện tiếp được không? Tôi sắp chết cống rồi. Thật ấm áp. Lâu rồi tôi mới có cảm giác ấm áp này đó. Vậy thì chúng ta về thôi. Dù sao thì hôm nay cũng chẳng có gì ăn hết. Sao cũng được, nhưng làm ơn đi nhanh lên đi. Trời tối khu rừng còn lạnh hơn đó. Cháu của bà về rồi đúng không? Bà có lạnh không? Trời tối rồi bà ra đây đứng, lỡ bị bệnh thì cháu phải làm sao? Bà lo quá. Tại sao giờ này cháu mới về? Trong rừng có chuyện gì sao? Bìa rừng hết củi rồi bà ơi. Cháu phải vào sâu trong rừng. Nhưng cháu làm rơi xe củi xuống hồ băng rồi. Cháu không kéo nó lên được. Trời ơi, nguy hiểm quá. Cháu có bị thương ở đâu không? Cháu xin lỗi bà. Không sao là tốt rồi. Tôi xin lỗi. Tất cả là lỗi của tôi. Cậu bé tốt bụng này đã cứu tôi khỏi tất cả bánh mì mà ta có. Đổi lại, ngươi hãy giao chiếc chìa khóa vàng cho ta. Ông ở đây từ bao giờ? Đủ lâu để biết ngươi đang giữ chiếc chìa khóa vàng. Ôi, hôm nay ta cứ tưởng mất một xe củi nên đến tìm ngươi. Nhưng không ngờ ngươi lại mang về cho chiếc chìa khóa vàng. Có vẻ ngươi cũng không vô dụng như những tên lười nhác khác. Không, thằng bé không đổi gì cho ông hết. Ông về đi. Các ngươi nghĩ mình có thể ước một điều ước có giá trị ư? Như việc ước có một chiếc xe chở củi mới. Vậy điều ước của ông thì giá trị hơn à? Ngươi phiền phức hơn ta nghĩ đó. Việc của ngươi là phục tùng chủ nhân và biến điều ước thành sự thật, chứ không phải là hỏi những câu vớ vẩn đó. Vậy trước tiên ông phải bắt được tôi cái đã. Thả tôi ra. Nếu không muốn bị thương thì đứng yên đi. Cây kiếm này không có mắt đâu. Còn ngươi, chiếc chìa khóa vô ơn kia, nếu ngươi không bay lại đây thì ta sẽ giết chết ân nhân của ngươi đó. Ông thật độc ác. Không không, ngươi đừng hòng động đến thằng bé. Ta sẽ bà già vô dụng như ngươi thì làm được gì chứ. Ơi bà ơi, bà ơi, bà có sao không? Bà ơi, bà đừng bỏ cháu. Bắt được rồi. Để xem ngươi chạy đằng nào nữa.
thả tôi ra, đồ độc ác. Bà không sao đâu, nhưng cháu đừng để mất điều ước của mình nha. Người dám! Bà ơi, bà có sao không? Bà ơi, bà cố chịu thêm chút nữa, cháu sẽ đi gọi thầy thuốc. Không cần đâu, cháu hãy cùng chịu khóa vào rừng, tìm điều ước của mình đi. Ta biết mình không qua khỏi đâu. Bà ơi, bà đừng nói vậy, bà đừng bỏ cháu một mình mà. Bà xin lỗi vì đã khiến cháu khổ sở lâu nay. Nếu có kiếp sau, ta vẫn muốn làm bà của cháu. Lúc đó bà hứa sẽ chăm sóc cháu thật tốt. Bà ơi, bà đừng nói vậy, bà cố thêm chút nữa thôi, cháu đi gọi thầy thuốc tới ngay đây. Hãy ước một điều ước ý nghĩa nha, đứa cháu tốt muộn của bà. Bà ơi, bà đừng bỏ cháu mà bà ơi. Tôi xin lỗi. Cảm ơn vì đã an ủi tôi. Nếu không cứu tôi, bà cậu đã không có chuyện gì. Tôi đúng là chiếc chìa khóa mang đến điềm gỡ. Cậu đừng nghĩ vậy. Người ta nói chỉ có người may mắn mới gặp được chìa khóa vàng thôi. Từ trước đến nay, rất nhiều người vì tôi mà hãm hại lẫn nhau. Tôi chẳng thấy may mắn gì cả. Chủ nhân cuối cùng của tôi cũng bị người thân hãm hại, nên mùa đông mới kéo dài mãi. Cậu kể thêm đi, tôi rất muốn biết sao mùa đông lại kéo dài mãi mãi. Tôi sẽ kể cho cậu nghe câu chuyện về mùa đông này. Ngày xưa, vùng đất này có đủ 4 mùa: xuân, hạ, thu, đông. Nhưng có một tên bạo chúa ước mình có thể điều khiển thời tiết. Tuy nhiên, không lâu sau đó, hắn đã bị ám sát vào một đêm mùa đông. Chính vì thế, không còn ai điều khiển thời tiết, và vì thế, mùa đông kéo dài mãi mãi. Khu rừng này trước kia có rất nhiều cây cỏ muôn thú, cảnh sắc đẹp vô cùng. Tôi cũng muốn được nhìn thấy 4 mùa. Từ khi sinh ra thì tôi đã sống trong mùa đông rồi, tôi chưa từng biết những điều khác. Vậy chúng ta hãy đi tìm điều ước thôi. Nhưng tôi có nhiều điều ước quá. Nếu gặp được Rương Thần, tôi sẽ ước điều gì đây? Lúc ấy tự nhiên cậu sẽ biết câu trả lời thôi. Nhưng tôi tin đó là một điều ước tốt đẹp. Không ổn rồi, có vẻ như bão tuyết sắp tới, chúng ta sẽ bị tuyết chôn vùi mất. Hôm trước tôi bị kẹt dưới hồ băng cũng vì một cơn bão như vậy. Chúng ta tìm chỗ trú bão đi. Chú thỏ kia sẽ bị bão tuyết nhấn chìm mất, phải cứu cậu ta nữa. Cảm ơn cậu. Hãy đi về hướng đông, ở đó có một gốc cây rất lớn. Một chú thỏ biết nói sao? Vì cậu ta ở gần tôi nên cậu mới hiểu được ngôn ngữ của cậu ta đấy. Nhanh chân lên, cơn bão sắp tới rồi. Hãy trốn mau vào đây đi. Mùa đông thật lạnh lẽo và đáng sợ. Nhưng đừng lo, tôi sẽ cứu vùng đất này. Chúc cậu may mắn. Trên đường đi, nếu đói thì hãy ăn tạm những hạt kê tôi đưa nhé. Dù sao thì cậu cũng phải sống để tìm được điều ước trước đã. Cậu cũng cố gắng đợi mùa xuân tới nha. Đi qua chiếc hang này chúng ta sẽ tới nơi. Nhưng hãy cẩn thận đó,
rất nhiều người đều mắc kẹt trong chiếc hang này. Phải đối mặt thôi. Chìa khóa ơi, cậu ở đâu rồi? Tôi không thấy gì hết. Ánh sáng. Có khi đó là đường ra. Chìa khóa ơi, cậu ở đâu? Tại sao mình lại quay về làng? Diệu, mình đã về đến nhà rồi. Bà ơi, cháu cứ tưởng không còn được gặp bà nữa. Ôi, đứa cháu ngốc nghếch của ta. Bà sẽ mãi mãi ở bên cháu, không đi đâu hết. Tay bà ấm quá. Con trai, mau rửa tay rồi vào ăn cơm nha con. Mẹ, cha. Con nhớ cha mẹ quá. Từ giờ trở đi, cha sẽ luôn ở đây bảo vệ cho con. Mẹ sẽ nấu thật nhiều đồ ăn ngon cho con. Cha mẹ đừng bỏ con nữa nha. Trước khi ăn, con phải đi thay đồ cho sạch sẽ cái đã. Mẹ mua cho con rất nhiều quần áo đẹp đó nha. Quần áo mới? Thật sao? Đương nhiên rồi. Một cậu bé ngoan, luôn xứng đáng có quần áo mới. Mình không cần đi tìm điều ước nào nữa. Điều mình mong muốn nhất đã có ở đây rồi. Thật là hạnh phúc quá. Tại sao cháu không bỏ chiếc khăn cũ kỹ trên cổ đi? Trông nó thật là nghèo nàn. Đúng rồi đó, bỏ nó đi. Mẹ mua rất nhiều khăn cho con mà. Nhưng đây là chiếc khăn quý giá nhất đối với con. Nó có quý giá bằng ta và ba mẹ của cháu hay không? Nó quý giá hơn bữa ăn thịnh soạn này sao? Quý giá hơn cả quần áo mới con đang mặc à? Chiếc khăn này là món quà kỷ niệm của bà cho con. Sao mọi người lại ghét nó chứ? Cha mẹ, họ đã mất rồi cơ mà. Còn bà thì vừa bị lãnh chúa hại. Có điều gì đó lạ lắm. Cuộc sống giàu có này là của mình sao? Không, đây không phải là thật. Còn nói gì vậy? Mau tháo chiếc khăn cũ ấy ra rồi ăn cơm thôi. Có chuyện gì vậy? Sao cháu lại khóc? Cha, mẹ, bà, cảm ơn vì đã gặp con một lần nữa. Nhưng con không thể ở đây được. Những thứ này không thuộc về con. Đây chỉ là một giấc mơ. Chắc chắn là như vậy. Cậu đã thấy ảo giác gì vậy? Cậu có biết là mình đã hôn mê 7 ngày rồi không? Thì ra đó chỉ là ảo giác. Tôi còn tưởng mình đã mơ một giấc mơ kỳ lạ. Những ảo giác đó thực ra là 7. Nó cho ta thấy điều ta mong muốn nhất. Nhiều người đã không thể tìm thấy điều ước mà mãi bị kẹt trong cái 7 chết người này. Tôi tưởng mình đã gặp lại bà và cha mẹ của mình. Nhưng đó chỉ là ảo giác. Không sao đâu. Tin vui là cậu đã vượt qua thử thách này. Khi tìm thấy điều ước, cậu có thể ước ảo giác ấy biến thành sự thật. Vậy là chúng ta sắp đến nơi. Gần như vậy. Trước mắt chúng ta còn một thử thách nữa thôi. Khi nào cậu sẵn sàng, chúng ta sẽ đi tiếp. Vậy thì đi thôi. Tôi không muốn lãng phí thời gian. Người đưa chiếc chìa khóa cho ta ngay từ đầu thì có phải đỡ mất công không? Tại sao ông lại ở đây? Thả cậu ấy ra. Ta nói ngươi là kẻ ngốc đâu có sai. Ngươi không đáng có được chiếc rương ấy đâu. Đồ ngu ngốc. Đừng nghe lời ông ta nói. Cậu không ngu ngốc. Thả ta ra. Đoán xem, nếu các ngươi có được điều ước, các ngươi sẽ ước điều ngu ngốc gì?
một ngôi nhà lớn và nhiều đồ ăn ngon, hay gặp lại người bà đã chết. Thật là dơ dẫn và lãng phí. Thả cô ấy ra, ông không xứng đáng có được điều ước. Người yên tâm, thay vào đó ta sẽ ước một điều lớn lao mà những người bình thường không nghĩ ra được. Đó là một thứ quyền lực tối cao mà ta có thể điều khiển tất cả mọi người. Điều ước của ông thật độc ác. Độc ác với những người ngu ngốc như ngươi, nhưng rất hữu ích với những người tài trí như ta. Ông sẽ không có được điều mình muốn đâu. Tới mức này mà các ngươi còn to giọng à? Ta còn định mở được rương sẽ nhân từ mà quay lại cứu ngươi, nhưng giờ thì ta đổi ý rồi. Đừng để ông ta mở rương, tôi sẽ chờ cậu. Cố lên. Đừng nhiều lời, ngươi mau mà dẫn đường tìm rương cho ta, không thì ta chôn cả ngươi và thằng nhóc đó. Làm mọi người thất vọng rồi. Thật là vô tích sự mà. Hãy ước một điều ước ý nghĩa nha. Đừng để ông ta mở rương, tôi sẽ chờ cậu. Cố lên. Mình phải có được điều ước. Mình phải cứu vùng đất này khỏi mùa đông. Mình không được bỏ cuộc. Tất cả mọi người đều hy vọng ở mình. Cậu bé tốt bụng ơi, chúng tôi sẽ giúp cậu leo lên khỏi hố. Hả? Ai đó? Chúng tôi là lớp tuyết nằm dưới chân cậu đây. Sự kiên trì của cậu làm chúng tôi nể phục. Vậy thì hãy giúp tôi đi, tôi cần tìm lại chìa khóa vàng. Tại sao cậu vẫn ở đây? Tên lãnh chúa đâu? Chúc mừng cậu, cậu đã vượt qua thử thách cuối cùng. Tất cả chỉ là ảo ảnh của chiếc rương mà thôi. Tất cả chỉ là ảo ảnh sao? Hãy nhìn về phía trước. Chiếc rương thật, cuối cùng mình đã làm được. Cuối cùng mình đã tìm thấy chiếc rương thật rồi. Bà ơi, cháu đã làm được rồi. Hãy đi tìm điều ước của cậu đi. Hả? Phải làm sao đây? Tôi có quá nhiều điều ước. Đoán xem, nếu các ngươi có được điều ước, các ngươi sẽ ước điều ngu ngốc gì? Một ngôi nhà lớn và nhiều đồ ăn ngon ư? Hay gặp lại người bà đã chết? Ôi, thật là dơ dẫn và lãng phí. Đây là túi hạt kê mẹ tôi để lại cho anh chị em chúng tôi, dặn rằng khi thời tiết bất lạnh có thể gieo xuống đất. Tôi tặng cậu đó. Hãy gieo hạt giống khi điều ước của cậu thành sự thật. Nhưng đây là chiếc khăn quý giá nhất đối với con. Nó có quý giá bằng ta và ba mẹ của cháu hay không? Nó quý giá hơn bữa ăn thịnh soạn này sao? Quý giá hơn cả quần áo mới con đang mặc à? Hãy ước một điều ước ý nghĩa nha, đứa cháu tốt bụng của bà. Tôi ước rằng mùa đông hãy đi qua, bốn mùa hãy luân phiên trở lại, mang đến cho con người một cuộc sống tươi đẹp. Cậu đã làm được rồi, giỏi lắm chàng trai. Hoa. Bà ơi, cháu làm được rồi. Mùa đông đã đi qua, chúng ta bắt đầu mùa xuân rồi. Cháu xin lỗi vì không thể gặp lại bà, nhưng cháu biết bà luôn ủng hộ cháu. Và kể từ đó,
dùng đất này thoát khỏi mùa đông lạnh giá. Chính tấm lòng của cậu bé đã giúp dân làng thoát khỏi đói nghèo, một cuộc sống hạnh phúc và đủ đầy, chẳng ai còn phụ thuộc vào lãnh chúa nữa. Cũng ngon quá. Hôm nay là một ngày thiệt đẹp. Ai mà đẹp thế này? Một gương mặt xinh đẹp nhất trong rừng chính là cáo ta chứ còn ai. Chào chị cáo, chúc chị buổi sáng tốt lành. Ôi, ai đây? Sao mà trông ghê quá vậy? Em là cốc tía đây. Nhà ngươi có phải là thằng cốc tía lưng đầy mụn đó không hả? Dạ em đây. Chị đang làm gì đó? Ta với nhà ngươi có chị em gì mà gọi chứ. Mau đi đi, đừng có lây những cái mụn cốc lên bộ lông xinh đẹp của ta. Em sinh ra đã mang mụn cốc này rồi. Gia đình em đều có mụn cốc trên người. Nhựa cốc trên lưng là để bảo vệ. Mặc kệ lý do gì, ta không chơi chung với kẻ xấu xí như nhà ngươi đâu. Mau đi đi. Con cô quậy, con cô quậy à, con cô quậy à. Bài cua đánh trống hay quá. Tôi đang tìm một người để cùng tôi lập một ban nhạc. Tôi đánh trống và bạn ấy hát. Hay quá, cho mình hát chung nha. Được không? Phải thử thì mới biết. Đã xấu rồi, còn hát dở tệ à. Tưởng cổ to thì hát hay, ai ngờ lại dở đến như vậy. Đừng hát nữa. À, vậy bạn dạy tôi đánh trống nha. Xấu xí mà cũng đòi đánh trống nữa hả? Nè cua, ta khuyên ngươi nên đuổi nó đi. Cạo mấy cái mụn cốc xấu xí của nó đó, làm ô nhiễm nguồn nước đó. Tôi chỉ muốn chơi với mọi người thôi mà. Không ai làm bạn với nhà ngươi đâu. Mau đi đi. Thôi thôi, bạn đi đi, bạn đi đi. Mau cút đi. Tôi đi ngay, đi ngay, đừng kẹp tôi. Này cua kia, sao ngươi kẹp ta? So với vẻ xấu xí của bạn cốc, giọng cười của chị còn đáng ghét hơn. Mau đi đây, nếu không tôi kẹp đứt đuôi bây giờ. Ta là câu sam, ta đi dân câu cá ở đâu bao ra đây nào, la 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 la. Quái, cây cần câu của mình đâu rồi ta? Ai, là ai đã ăn cắp cây cần câu của mình rồi? Ai, ai vừa cười đó? Dạ là cháu, là cốc tía ạ. Ồ hay, sao ta không thấy cháu? Cháu nấp trong lùm cây làm gì vậy? Dạ, tại cháu xấu xí nên sợ ra ngoài sẽ làm mọi người sợ và chê cười. Ồ, tưởng chuyện gì, ra đây nào. Bác không sợ cháu đâu. Cháu chào bác gấu. Bác đang đi đâu đó? Bác đang đi câu cá. Nhưng thật là quái lạ, ai đã lấy mất cần câu của bác rồi? Cần câu vẫn nằm trên vai bác, chứ có mất đâu. Ta lẩn thẩn mất rồi. Ủa, mà sao cháu không ở bờ hồ mà lại lang thang ở đây vậy? Dạ, tại mấy bạn chơi cháu xấu xí, không ai thèm chơi với cháu. Cháu có sao không? Bác xin lỗi nghe. Định an ủi cháu mà xem ra bác mạnh tay quá. Cháu không sao. Cốc tía nè, cháu là một cậu bé tốt bụng,
Rồi mọi người sẽ hiểu ra tấm lòng của cháu thôi. Cháu phải mạnh mẽ lên. Dạ cháu hiểu rồi. Cháu cảm ơn bác Gấu. Cháu sẽ luôn luôn sống vui vẻ và giúp đỡ mọi người. Tốt lắm. Giờ thì hãy đi câu cá với bác nào. Chúng ta luôn vui vẻ. Ngon quá. Mình phải ghét sạch mực ong này mới được. Ta là công tia. Chị cáo lại đi ăn cắp công sức của chị ông. Mình phải trừng trị cho cáo một bài học mới được. Chị cáo đang làm gì đó? Không được phá đám. Cút, cút đi mau. Tổ ông cao như vậy, chị trèo lên coi chừng té đó. Sao chị không lay cho nó rớt? Nó cũng đúng lắm á. À, còn cáo định ăn cắp một ông của mình hả? Chờ đó, ta sẽ cho con biết tay. Cáo ơi, bây giờ trông chị chẳng khác gì tôi cả. Thằng cu kia, từ ngày mai ngươi không được đánh trống nữa. Vì sao không cho tôi đánh trống? Vô lý quá. Ngươi đánh trống ôm đến giấc ngủ của ta. Đây đâu phải đất của anh. Anh lấy quyền gì mà cấm tôi? Ta chính là chúa tể Sơn Lâm. Lời của ta chính là lệnh. Ta lệnh cho ngươi không được đánh trống nữa. Thật quá đáng mà. Ta luôn vui tươi. Ta là Gấu Xám. Ta là Gấu Xám, ta luôn vui tươi. Ta là Gấu Xám, ta luôn vui tươi. Con cọp kia, ngươi làm cá bơi đi hết rồi. Ai cho ngươi đến đây câu cá hả con gấu to xác ngốc nghếch kia? Cút đi! Đất ở đây đều là của ta hết. Hồ cá này cũng là của ta. Thật là ngang ngược mà. Thế nào? Ngươi muốn đánh nhau với ta? Để xem ngươi chịu được mấy cú tát của ta. Thôi bỏ đi anh Gấu. Anh đấu với tên cọp, dù thắng cũng bị thương thôi, hại thân. Ta thấy mụ ông vậy mà sáng suốt đó. Thân mình ngươi to xác nhưng đầu óc bé xíu, chớ không thông minh bằng mụ ông béo đâu. Nè, ngươi nói ai béo đó? Ta nói ngươi đó. Ngươi làm gì được ta? Béo mụ béo. Ta sẽ cho ngươi biết lễ độ. Con mụ béo kia dám chích ta hả? Hãy xem ta trả thù đi. Tổ ông của tôi, các con của tôi. Đáng đời, các người nhớ đó, đất này là của ta. Ngày mai ta còn thấy các người lãng vảng ở đây, ta sẽ cho các người biết tay. Vậy ông đừng buồn, để tôi giúp vậy làm lại tổ mới. Tên cọp đáng ghét đó, lần sau ta sẽ cho hắn biết tay. Chào mọi người. Mọi người đang làm gì đó? Ủa, sao chị ông lại khóc? Là ai phá tổ của chị vậy? Ê, chính là tên cọp. Ngày mai bác sẽ không để cho hắn ta đắc ý đâu. Hắn sẽ làm bác bị thương đó.
bác không sợ. Nếu chúng ta cứ nhún nhường sợ sệt, chỉ càng làm hắn ta đắc ý thêm thôi. Bác gấu nói đúng. Nếu chúng ta cứ nhún nhường, tên cọp sẽ càng hống hách hơn. Nhưng chúng ta sẽ dùng trí với hắn thay vì dùng sức. Bọn oắt con kia nghe mình đe dọa sợ không dám đến. Từ bây giờ chỗ này là của mình. Cọp kia, nhà ngươi có biết ta là ai không? Ai đó? Ta là Cốc Tía. Ngươi mà tránh ra, không là ta xé xác ngươi bây giờ. Ngươi có biết ta là ai hay không hả? Ta chính là chú tể sơn lâm của khu rừng này. Nhà ngươi không biết ta sao? Ta chính là cậu ông trời đây. Nếu không tin, ta với ngươi thi tài xem ai hơn ai. Ta mà thắng là ta sẽ ăn thịt nhà ngươi. Thi thì thi, ta với ngươi thi nhảy, ai nhảy cao hơn thì thắng. Được, ta chấp ngươi đứng trước, ta đứng sau. Tất cả tại con cốc xấu xí kia nó lừa mình. Chắc chắn là tại nó ganh tị với vẻ đẹp của mình đây mà. Thôi ra! Tên nào cả gan dám đụng vào ta như vậy? Anh cọp, anh chạy đi đâu mà ghê vậy? Thằng cốc đòi ăn thịt ta. Ôi trời ơi, con cốc bé tí đó mà ăn thịt ai được chứ? Nó bảo nó là cậu ông trời đó. Hey, nó lừa anh đó. Không tin á, anh đi theo tôi đến chỗ nó, tôi sẽ trị tội nó cho anh xem. Người nói có thật không? Nếu mà anh không tin á, tôi với anh cuộc đuôi lại với nhau. Bạn cáo thiệt là thông minh. Cốc tuy nhỏ bé nhưng rất gan dạ. Trời, nguy rồi. Cọp đã trở lại cùng với cáo. Phải làm sao đây? Lần này tôi sẽ cho tên cọp biết tay. Đừng lo, tôi đã có cách đối phó. Mọi người mau trốn đi. À cáo kia, ngươi làm gì chậm chạp vậy? Bảo ngươi nộp cho ta hai con cọp, sao nhà ngươi lại nộp có một con? Sao ta nó bụng được? Hả? À cáo này, ngươi lại dám lừa ta? Nhanh, mau đem con cọp đến đây cho ta ăn thịt. Quang hô, quang hô. Bạn cóc hay quá, bạn cóc giỏi quá. Từ nay chúng ta phải đoàn kết để chống lại những kẻ xấu. Ừ, đúng. Đoàn kết là sức mạnh. Xưa nay chuyện làm mưa dưới nhân gian đều giao cho thần mưa. Nhưng nay thần mưa đã già, khó lòng quản được, cho nên ta quyết định giao nhiệm vụ mới này cho ngươi. Nhưng mà thưa Ngọc Hoàng, xưa nay thần chưa làm mưa dưới dân gian bao giờ, chỉ sợ... Ngươi là Long Dương, trách nhiệm của ngươi là làm mưa tạo phúc cho muôn loài, ngươi không được từ chối. Dạ, thần xin nhận. Ngươi yên tâm, vì là lần đầu nên ta sẽ sai Thiên Lôi phụ giúp ngươi làm mưa. Thiên Lôi đâu? Dạ, Ngọc Hoàng cho gọi thần. Trên miệng ngươi dính cái gì đó? Ngươi dám ăn vụng bánh của ta hả? Được rồi, từ nay chuyện làm mưa dưới trần gian ta giao lại cho hai người đó. Chào Băng Hiền. Đây là gà của ta. Sau này chúng ta sẽ làm việc chung với nhau. Ta tặng ngươi bình nước hoa quả này, rất là ngon đó. Vậy ta cũng không ích kỷ, ta sẽ mời ngươi nửa con gà. Đi, chúng ta ra ngoài vườn ăn thôi. Ha 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 ha.
Vậy là Long Dương và Thiên Lôi mãi ăn uống no say mà quên mất nhiệm vụ làm mưa, khiến trần gian thiếu nước, hạn hán khắp nơi, cây cỏ lẫn động vật đang chết dần, chết mòn. Làm sao đây? Hạn hán đã 3 năm rồi. Tại sao trời vẫn không có lấy một giọt mưa? Kiểu này chết mất thôi. Nước! 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 Nước. Tôi khát nước quá, khát khô cổ họng rồi, khát đến mức không còn sức để bước đi nữa. Nè anh gấu, anh hãy uống đỡ mật ong của tôi đi. Không, không. Bây giờ một giọt mật cũng rất quý. Chị hãy giữ lại cho mình đi. Anh cứ nhận đi. Những lúc như thế này, chúng ta phải biết san sẻ với nhau chứ. Tôi vẫn còn chịu được. Chị hãy cho cô giọt mật này đi. Tôi thấy cô sắp chịu hết nổi rồi. Nào, tôi giúp cậu. Cảm ơn. Không có hai người chắc tôi chết mất. Chẳng mấy chốc nữa chúng ta sẽ chết khô mà thôi. Tại sao đến bây giờ mà ông trời vẫn không chịu làm mưa? Có lẽ ông trời đã quên mất chúng ta rồi. Hay có khi ông đã ngủ quên. Lẽ nào phải có ai đó đánh thức ông trời vậy sao? Bác gấu nói đúng, phải đánh thức ông trời thôi. Nếu cứ tiếp tục tình trạng này, không sớm thì muộn chúng ta cũng sẽ chết khô mà thôi. Cho nên tôi quyết định ngày mai sẽ đi lên trời để thưa kiện. Chúng ta chỉ là những con vật nhỏ bé, làm sao kiện ông trời lớn được? Hơn nữa đường lên trời rất xa, chúng ta chưa đi đến đã bị mặt trời thiêu cháy rồi. Nếu không khéo còn bị trời đánh đó. Không được đâu. Ôi, công tí bị điên rồi. Tôi không điên. Nếu mọi người không đi, tôi sẽ đi một mình. Tôi nhất định kiện trời một phen để trời làm mưa xuống cứu sống mọi người. Không có nước, cây cối cũng chết khô, đừng nói là mình. Nè, trong đây chỉ còn vài giọt mật, cậu hãy cầm theo lên đường đi. Chị cứ giữ lấy và chia cho mọi người. Em vẫn còn khỏe lắm. Một mình cậu lên đường liệu có đi nổi không? Cậu bé tí thế này đi chừng nào mới đến? Tuy tôi nhỏ nhưng gan tôi lớn. Tôi tin mình có thể vượt qua khó khăn để đến được nhà trời. Cháu đúng là một cậu bé dũng cảm. Thôi, cháu phải tranh thủ lên đường đây. Mọi người cố gắng chờ cháu về nha. Tôi to xác như vậy mà gan không bằng con cóc tí. Tôi đúng là hèn nhát mà. Tôi càng nghĩ càng thấy tuyệt vọng. Ở đây đằng nào cũng chết khác. Tôi quyết định đi cùng với cóc lên kiện trời. Nhưng mà... Ông nói đúng. Hay chúng ta đồng hành cùng cóc liều lên kiện trời một phen. Mọi người đã nói như vậy thì tôi cũng xin đi theo. Chúng ta mau đuổi theo cóc thôi. Khát cháy họng rồi. Tôi chạy hết mỡ rồi. Anh nhìn xem, tôi đã không còn là cô nàng đẹp nhất khu rừng với bộ dạng này. Tôi không còn sức để đe dọa ai nữa. Làm sao mà trở thành chúa tể sơn lâm đây? Của tôi! Của tôi! Tôi không còn đủ sức để kéo cô theo nữa rồi.
cô cáo à. Tìm cách tháo đuôi cô ra đi. Thôi, thua rồi, gỡ được thì đã may. Cũng tại anh ghét nhé mới khiến cái đuôi của hai chúng ta dính chặt vào nhau. Hôm đó tôi làm sao biết được cô có lừa tôi hay không? Tôi lừa anh làm gì? Anh không thấy con cốc đó nó bé tí hay sao? Tôi không tin làm sao một con cốc bé tí như thế lại có gan trêu chọc chúa tể sơn lâm như tôi chứ. Chắc là nó có phép màu. Tôi chẳng hơi sức đâu mà cãi nhau với anh. Anh cọp nè, dù gì chúng ta vẫn dính với nhau, anh hãy chia cho tôi nửa trái dừa trên tay anh được không? Anh coi đó, đuôi chúng ta dính vào nhau như thế này, lỡ tôi chết thì anh phải kéo xác tôi đi, chẳng phải là vừa nặng vừa hôi thối hay sao? Cô nói cũng có lý. Thôi được, tôi sẽ cùng cô uống trái dừa này. Tôi khát quá. Chúng ta chết mất rồi. Chào anh cọp, chào chị cáo. Hai anh chị có sao không? Ôi, đừng ăn thịt tôi. Ôi, thằng cốc tía siêu lừa gạt kia. Ôi, lâu rồi tôi mới được một bữa ngon như thế này. Ôi, tôi sống lại rồi. Cảm ơn mọi người nhiều lắm. Ủa, mà mọi người đi đâu mà đông thế này? À, tôi đang định đi lên kiện trời, bắt ông trời phải làm mưa. Hai anh chị có muốn đi cùng chúng tôi hay không? Nhưng mà... Sắp chết đến nơi rồi, còn nhân với nhị cái gì? Xem cốc tí nhỏ bé mà gan dạ chưa kìa. Anh thì to xác, mà gan lại bé à. Tôi thấy hai anh chị hãy cùng đi với chúng tôi đi. Chúng ta đồng lòng thì thế nào cũng tìm được đường lên trời. Mọi người nói cũng có lý. Vậy thì chúng ta hãy cùng nhau đi lên kiện trời thôi. Tôi với anh cọp bị vướng với nhau như thế này chắc là khó đi lắm đây. Không sao, để chúng tôi giúp cho. Một lần dứt, một lần đau. Chịu đau tí nha. Tôi mừng quá nên quên cả mình đang sắp chết khát luôn. Ôi, cái đôi xinh đẹp của tôi cuối cùng cũng được tự do rồi. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Đôi càng của anh vậy mà lợi hại. Chúng ta có thể dùng nó để đối phó với tướng nhà trời. Tôi xin đi theo cốc. Tôi tin với sự gan dạ và trí thông minh của cốc sẽ dẫn chúng ta đến kiện trời thành công. Tôi cũng tin như vậy. Nên tất cả chúng ta phải đồng lòng. Phải, chúng ta là một đội. Thank you.
cái cầu vòng này là đến cổng trời rồi. Mọi người cố lên. Hey, sao bao vất vả cuối cùng chúng ta cũng đến nơi rồi. Ủa sao vậy chị Cáo? Trước đây tôi cũng nghe nói rất nhiều người cũng tìm đường lên trời, nhưng mà chưa có ai vào được, đã bị thiên lôi đánh chết rồi. Thiên lôi nghe nói rất là to lớn, một chân có thể giẫm bẹp chi con cô nhỏ bé như tôi. Tôi còn nghe nói trên tay ông ta là một chiếc búa chém sắc như chém bùn, hơn nữa còn được hỗ trợ bởi thiên binh thiên tướng là chó và gà thần. Có gì mà phải sợ, chỉ cần chúng ta đồng lòng nhất định có thể thắng được thiên lôi. Anh Cốc nói đúng, chúng ta đã đi đến đây rồi thì không việc gì phải sợ nữa. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Tôi nghĩ chúng ta phải có một kế hoạch cụ thể mới có thể chiến đấu với thiên lôi và thiên binh thiên tướng. Chị ông nói có lý. Tôi có một kế hoạch, mọi người hãy nghe theo lời của tôi. Đằng kia có một cái chùm nước của trời, anh cua hãy vào trong đó núp. Còn bác gấu, bác hãy nấp sau cánh cửa bên trái. Anh cọp nấp sau cánh cửa bên phải. Chị Cáo, chị ông hãy nấp sau bức tượng đá kia. Còn tôi sẽ đến đánh trống kêu tới Ngọc Hoàng. Hễ mà tôi nghiến răng về phía ai, người đó hãy lao ra. Hoàng. Đã lâu rồi không nghe tiếng trống ngoài kia. Là ai cả gan dám đến trống nhà trời vậy hả? Bộ không biết bây giờ đang là giờ nghỉ trưa hay sao? Gì vậy? Ngươi đã đi đâu 3 ngày nay hả Thiên Lôi? Bên ngoài có người đánh trống, ngươi mau ra xem. Xin tuân lệnh. Như vậy hả? Chính là tôi đây. Là kẻ nào? Mau ra mặt đi. Tôi ở dưới này. Chính là tôi đây. Ta còn tưởng ông thần là to gan, hóa ra chỉ là một con vật nhỏ xíu như ngươi. Cái con vật xấu xí kia, ngươi là ai? Tôi chính là Cốc Tía. Ngươi đến đây để làm gì? Dám náo loạn cung đình, có biết tội không hả? Tôi đến đây để kiện trời. Hãy cho tôi vào gặp Ngọc Hoàng. Hỗn láo. Cả gan dám đến đây gây náo loạn, phá giấc ngủ của Ngọc Hoàng, lại còn không sợ chết rồi gặp Ngọc Hoàng nữa hả? Muốn định tội tôi náo loạn cung đình thì cứ gọi Ngọc Hoàng ra đây gặp tôi. Thì người nhỏ bé không hiểu chuyện, ta khuyên ngươi nên về đi là hơn. Không, hôm nay tôi nhất định phải gặp Ngọc Hoàng kiện ngươi cho bằng được. Ngài hãy mau vào báo với Ngọc Hoàng, mau mau ra đây gặp tôi. Nếu ngươi muốn chết thì cứ ngồi ở đó chờ đi. Ngọc Hoàng trăm công ngàn việc, không rảnh để tiếp chuyện với ngươi. Cái nào to gan đánh chống mà nói vậy hả? Ta đã bảo ngươi đuổi nó đi rồi mà. Bẩm Ngọc Hoàng, bên ngoài là một con cốc xấu xí, nó đánh trống đòi gặp ngài cho bằng được. Một con cốc xấu xí à? Nó đòi gặp ta để làm gì? Dạ, con cốc to gan kia đòi gặp để kiện ngài. Con cốc to gan kia dám đòi kiện ta? Mà kiện ta vì tội gì? Thiên Lôi! Dạ! Ngươi hãy dẫn thiên binh thiên tướng ra ngoài trừng trị con cốc hỗn xược đó cho ta. Thiên binh thiên tướng đâu? Bảo ra trị tội con cốc đó cho ta. Con cốc xấu xí kia, ta hỏi lại lần nữa, ngươi có chịu rời đi hay không hả? Tôi đã nói cho tôi vào gặp Ngọc Hoàng, thưa chuyện xong tôi sẽ đi. Ta nói cho ngươi biết,
Chiếc búa trên tay ta có khả năng tạo sét. Chỉ cần ta vung tay lên là sét đánh ngang trời, sấm động bốn cõi, sức mạnh không ai bì nổi. Nay ta tha cho ngươi một mạng, hãy mau đi đi. Nói cho ngươi biết, ta chính là cậu ông trời đó. Ta há sợ tiếng sét của ngươi sao? Ta đã cho ngươi cơ hội, ngươi lại không nhận, tự tìm đường chết. Gà mạnh mẽ đâu? Mau ra đây một chết một cốc này cho ta.